rồi anh em nhá. Đây, em quân họ Mi lên sóng cho anh em một em họ Mi gọi là chơi được với người nha các bác nhá. Đấy, tách tay đặt bàn thoải mái. Em này ở trên bản là tiêm bắt là anh em thả ra chơi được cơ. Đấy, nhưng mà ở nhà em thì nó mới về, nó còn lạ nhà nên em cũng chưa thả. Nhưng mà cực kỳ thuần luôn nhé các bác nhé. À. Chơi được với người và mổ tay rất ác, bởi vì nó là con chim truyền lên. Đấy, chim truyền, chim tơ lên nha các bác nhé. Mổ tay chơi được với người. Đấy, em này thì không sợ người cũng không sợ chim nha các bác nhá. Đấu tốt hot tốt này, mổ tay mầm luôn. Em này thì nuôi quen nhà 1-2 ôm nữa thì em sẽ thả nó ra để chơi thử. Đấy, bởi vì là ở trên bản anh em đã thả cho em xem rất là hay. Đấy, nhưng mà mới về thì nó còn lạ nhà nên em chưa thả. Đấy, chứ con người thì không lạ nha các bác nhé. Thoải mái xách tay rồi chiêu này. Đấy, nó mổ tay nó không sợ người một chút nào luôn anh em nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, anh em cho tay vào đó, nó mổ này. Lắc lồng cho anh em mình xem nhá. Đấy, anh em có thấy không? Không sợ một chút nào luôn anh em nhá. Ha ha ha.